Vũ Trung, Hoàng Trọng Thùy trở lại với tất cả quý khán thính giả với phần tin nổi bật chiều thứ ba hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Gửi lời chào anh Vũ Trung. Vâng, xin mến chào anh Thùy cùng quý khán thính giả. Trước khi gửi đến quý vị các bản tin nổi bật liên quan đến tình hình của Đảng Dân Chủ, của Đại hội Đảng, rồi tính về Ukraine, thì tạo cho anh một cái sự ngạc nhiên, bởi vì tôi lại muốn đề cập đến vấn đề sống lâu, sống thọ như thế nào. Thưa quý vị, sáng nay trong phần tin thời sự thế giới, chúng tôi đề cập đến hai người phụ nữ, một người sinh ra ở Mỹ và mới qua đời hôm nay ở Tây Ban Nha, bà Morena, 117 tuổi. Bà sống ở Địa Trung Hải một thời gian rất dài, qua hai thế chiến. Người thứ nhì là Ipeka Itoka, người Nhật Bản hiện nay lên ngôi, là người phụ nữ sống lâu năm nhất thế giới, 115 tuổi, sống ở Nhật Bản. Anh chúng thấy có cái điểm tương đồng nào giữa hai người phụ nữ thọ nhất thế giới này hay không? Thưa anh, thứ nhất á, hình như là cái cấu trúc cơ thể của người phụ nữ đó, nó bền bỉ và nó sống thọ hơn người đàn ông. Đúng, cái đó đúng. Một thống kê chung chung có thấy đàn ông mau chết trước. Không giải thích chúng được. Chúng ta lo nghĩ nhiều quá, chúng ta lo nuôi vợ nuôi con quá nhiều đau quá. Đớn, quá đau đớn, đàn ông quá đau đớn. Thưa anh, thực sự cái điểm mà chúng tôi thấy và họ đề cập tới đó, những người sống ở vùng Địa Trung Hải ăn dầu olive, ăn rau tomato, pizza, uống rượu vang lại là những người sống thọ nhất thế giới. Họ tìm thấy những người sống ở Tây Ban Nha, ở Ý, nói chung ở vùng Địa Trung Hải mà ăn dầu olive nhiều đó, là trên 90 mà họ rất là minh mẫn. Điểm thứ nhì, những người sống ở Nhật là thọ nhất thế giới, anh để ý cái chuyện đó rồi đó. Okinawa là một cái đó, một đó cái đảo nhưng đặc biệt. Mà đa phần đó ở nước Nhật hiện nay có người sống trên 90 tuổi mà còn làm việc và còn minh mẫn nữa, và để cho thấy rằng cái vấn đề ăn uống không có thịt nhiều, kiêng thịt đó, giữa vùng Địa Trung Hải và ở vùng biển Nhật đã cho thấy được điều đó, chứng minh những người này sống thọ như thế nào. Vâng, thì chúng ta chỉ biết một cách chung chung là bớt ăn trứng, ăn thịt, những cái mà thực phẩm mà nói là bổ theo cái quan điểm hoặc xưa là đó. Những cái loại thực phẩm gọi là processed food, tức là qua cái biến chế, gặt lọc đó, cái đó lại là không có nguyên thủy. Thế nhưng đó là chuyện đời sống, đôi khi chúng ta để ý thì cũng có thể giúp cho sức khỏe của mình tốt hơn. Để làm gì? Để tiếp tục con đường chính trị bảo vệ đất nước hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Thưa anh Vũ Trung, anh theo dõi Đại hội Đảng Dân Chủ, anh thấy có điểm gì khác biệt với Đại hội Đảng Cộng Hòa mà anh cũng theo dõi luôn? Dạ vâng, ngay từ giây phút đầu anh. Nhưng mà có một cái là không phải là đám đông nhiều hay là ít trong có mặt trong cái đại hội đó. Suốt một tiếng đồng hồ đầu thì tôi thấy có vẻ như là những cái lời phát biểu của những chính khách xuất hiện ở trên cái pony đó, có vẻ như không phải là một cái hợp Trung Quốc. Chính khách là ở một cái xứ quốc gia nào đó, nó không có sự trộn lẫn theo cái nghĩa mà chúng ta đang sống, là có trộn lẫn những chính khách này và chính khách kia. Tôi bảo sao lạ nhỉ. Và cái tình hình nói này, rõ hơn là sao? Là người... cái tình hình này là nó phân hóa quá. Cộng hòa có cái kiểu cộng hòa, dân chủ có cái kiểu dân chủ, nhưng mà những người African American lên mà phát biểu gần một tiếng đồng hồ, không có một cái sự trộn lẫn nào hết. Ồ, tôi nghĩ đó là một cái mục tiêu đó. Chắc chắn là tôi cũng nghĩ như vậy. Đó là một cái mục đích. Nhưng mà để làm gì? Nhưng mà trong cái phát biểu thì nó có một cái nhân vật sau đó, sau hơn một tiếng lên nói là đại khái như là chúng ta phải unity. Đoàn kết. Còn ngoài ra là toàn là kể lại những cái chuyện mà gọi là dễ gây ra cái mầm nhớ lại để mà phân hóa. Sự thật là tôi ghi nhận cá nhân nó là như vậy. Dạ, và thực nếu mà anh để ý lại cái tiến trình của Đại hội Đảng Cộng Hòa cũng tương tự như vậy. Dạ vâng, thì đó là vì họ có rất nhiều các thông điệp, một bên thì tấn công đối phương và nói tốt cho ông chủ của mình hoặc là người được đảng đề cử, và nói là những cái thành quả của đảng trong thời gian qua, và những thành quả này là điểm đáng chú ý mà tại sao cử tri nên bỏ phiếu. Nhưng mà anh thấy điểm son mà có thể nói rằng trên thế giới rất hiếm thấy là Đại hội Đảng. Nó khác hoàn toàn với Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Trung Quốc. Không hề thấy có người dân đứng hô hào cầm biểu ngữ. Anh thấy hai cái hình ảnh cũng là đảng, đại hội đảng. Anh nói sự phân hóa rất đúng. Ở Mỹ này màu đỏ, màu xanh.
Cộng hòa dân chủ nó phân hóa ghê gớm, chửi bới nhau, anh em không nhìn nhau, bố con không nói chuyện với nhau, vợ chồng ly dị nhau luôn nữa vì bảo vệ cái lập trường của mình. Nhưng mà đó là điểm son của nước Mỹ. Thì thưa anh, mỗi lần theo dõi đại hội Đảng Cộng hòa cứ 4 năm một lần á, thì mình thấy lần nào nó cũng tương tự như thế thôi. Chỉ có cái điểm khác mà cho tôi nhìn thấy đó, lần này đó, ứng viên phó đó được giới thiệu trong đại hội Đảng Cộng hòa đó lại về sau này lại bị trù dập dữ dội. Trong khi cái ứng viên phó của Đảng Dân Chủ vừa mới lên đã thành một ngôi sao, thậm chí còn muốn làm mờ hình ảnh ngôi sao của bà Harris. Nhắc đến hình ảnh của ông phó J.D. Vance. J.D. Vance với lại Tim Walz. Tim Walz. Yeah. Hai cái hình ảnh đó rất là khác biệt. Thêm một điểm nữa mà chúng tôi đã từng phân tích vào sáng ngày hôm nay đó là hình ảnh của bà Hillary Clinton. Anh có thấy bà xuất hiện giống như là một cái sự trả thù nghĩa là ngộ báo trù. Và quả nhiên, bởi vì cái hình ảnh của bà xuất hiện của 2015-2016 đó là bị ông Trump trù dập. Những người ủng hộ ông Trump lúc đó chống bà Clinton đó, lock her up, lock her up. Thông điệp đó ngày hôm qua từ 2016 đến giờ này 8 năm trời được lặp lại, nhưng mà cái chữ nó khác nhau một chữ đó, đại danh từ lock him up. Mà cái lần này đó, cái nguy cơ vào tù của ông Trump nó gần hơn bà Clinton. Bà Clinton bị nghĩa là đàn hạch rồi bãi với tư cách là Bộ trưởng Ngoại giao thời ông Obama mà. Cái vụ mà Libya đó anh, dạ, cái vụ mà giấu hồ sơ email trong máy chủ của mình đó, thì chỉ bị điều tra thế thôi. Nhưng mà không dẫn đến cái việc truy tố hình sự như mà ông Trump đang bị. Cho nên đó cũng là một điểm mà ta nhìn thấy khi mà bà Clinton được mời ra cái ngày đầu tiên của Đại hội Đảng Dân Chủ. Tôi thật sự tôi cũng ngưỡng mộ cái tài giỏi của bà ấy. Ăn học giỏi rồi có được những cái tài được trở thành thượng nghị sĩ rồi sau là tranh cử tổng thống luôn. Nhưng mà thú thật thưa anh, tôi bảo là gọi là thương mến bà Hillary Clinton thì không có. Tại sao? Tôi cảm thấy nó bà này gai góc quá. Ừ. Đặc biệt là trong cái vụ mà đại sứ Mỹ ở Libya thì đúng. Phải. Cái phim cái nó làm lại cái phim đó thì thấy đau đớn quá. Đúng. Máy bay thì đủ thứ hết, tòa đại sứ thì bao vây bao nhiêu tiếng mà không đưa mà cái người cầm đầu bộ ngoại giao mà không có giải quyết được vấn đề để cứu. Đã. Thì đó là cái thất bại rất lớn, ai cũng nhìn nhận. Và có lẽ đó là điểm, những điểm cộng thêm nhiều cái vấn đề khác liên đới tới ông chồng. Yeah. Bill Clinton cũng bị cái vụ Lewinsky khiến cho người ta không còn. Nhờ riêng và sang tới bà Harris đó, thực sự đó, nếu mà lần này mà rõ ràng trong suốt thời gian qua khi bà tên tuổi của bà lên lấy lại cây đuốc của ông Biden đó, Đảng Cộng Hòa đã chạy đôn chạy đáo tìm kiếm những cái sự sai sót của bà, mà đến giờ phút này hầu như ông Trump chỉ có thể nói rằng là bà là một thứ ngu ngốc hoặc là thiếu thông minh, rồi những cái chính sách của bà thì cũng đã đi theo với ông Biden mà thôi, còn ngoài ra không có đánh bà ở bất cứ điểm nào. Một điểm đáng chú ý nữa, một trong những ứng viên tổng thống mà đã từng làm cho McDonald's thời bà đi học mà cái hình ảnh của McDonald's nó khiến cho những người nghèo, những người trẻ họ thương lắm. Bởi vì chính họ, những người thành công về sau này đó, tốt nghiệp đại học là cũng nhờ McDonald's trong thời gian đi làm, bán thời gian để kiếm tiền đi học. Là cái McDonald's hay là những công việc mà thay chân nhất đấy. Đó, yeah. Thì thật sự là được thương mến nhiều nhất. Ừ. Nó nói lên ngoài cái dấu hiệu cho thấy sự cần cù ngay từ lúc khởi đầu nan của một con người đó. Rồi cái người thứ hai, đối tượng thứ hai là những người quân nhân. Tuy rằng nó không bộc bạch ra, nó lộ ra ngoài xã hội, nhưng mà ở trong thâm tâm của người dân á, thì họ quý trọng những người như vậy. Thêm một sự khác biệt nữa, chúng tôi không biết được ông Bill Clinton có ra trong bài diễn văn hay không, nhưng mà ngày hôm nay thì ông bà Michelle Barack Obama xuất hiện. Cái sự khác biệt rất lớn với đại đạo Đảng Cộng Hòa, không có ông cựu tổng thống nào xuất hiện hết, nhưng mà bên Đảng Dân Chủ thì có. Cái sự còn thưa anh, theo anh thì có rước mẹ bà Nancy Pelosi có xuất hiện? Ồ, có, hôm qua bà có hình ảnh bà xuất hiện. Bà có xuất hiện. Không được xem. Dạ vâng, bà có xuất hiện lúc mà bà Clinton đang nói chuyện. Chúng tôi quay trở lại ngay sau phần quảng cáo.
Chúng tôi đang gửi đến quý vị phân tích về tình hình của hai đại hội đảng của Cộng hòa trước đó và bây giờ là Đảng Dân chủ. Thêm một sự khác biệt nữa đó, chúng tôi đề cập đến sự khác biệt đầu tiên là không có ông cựu tổng thống của Đảng Cộng hòa xuất hiện trong đại hội đảng của ông Trump. Nhưng mà riêng với đại hội đảng Dân chủ, và thường đó là cái chúng ta cũng nhớ trong đại hội đảng mà đề cập đến ông Trump trước đây cũng chẳng có ông cựu tổng thống nào cả. Trong đó người ta mong muốn có ông ứng viên tổng thống Mitt Romney, ông cựu tổng thống George W. Bush xuất hiện, nhưng mà không có điều đó xảy ra, bởi vì chúng ta thấy cái sự phân hóa chia rẽ trong nội bộ Đảng Cộng hòa cũng xảy ra. Lần này đó, rõ ràng hồi nãy anh Trung có đề cập đến vấn đề cái thông điệp nói là sự đoàn kết, chúng ta thấy đã Đảng Dân chủ đoàn kết hơn, bởi vì trong thời gian qua không có cái sự hục hặc để chống lại những cái nỗ lực mà đề cử bà Harris, Kamala Harris, đặc biệt là ông bà Obama xuất hiện trong ngày hôm nay, lại là một cái thông điệp mà họ nói rằng bài diễn văn của ông mà đã có được cái sự thu hút trong quá khứ và đến giờ phút này làm thêm cái động lực đẩy mạnh cái yếu tố vô cùng quan trọng của các cử tri ủng hộ cho bà. Đó là điểm khác biệt thứ nhất. Điểm khác biệt thứ nhì đó là thành phần ủng hộ của Đảng Cộng hòa trước đây mà họ không bỏ phiếu cho ông Trump, họ bỏ phiếu cho ứng viên Nikki Haley, và thậm chí những thành viên làm việc trong tòa Bạch Ốc trước đây của ông Trump hôm nay họ xuất hiện trong đại hội Đảng Dân chủ. Và những phiếu bầu của Nikki Haley trước đây bây giờ quay sang bỏ phiếu cho bà Harris. Cho nên bên phía Đảng Cộng hòa họ cũng tìm ra những diễn giả từng là người ủng hộ Đảng Dân chủ bỏ đảng chạy sang Đảng Cộng hòa cũng có, nhưng mà về nói về cái vị thế đó thì không bằng những cái vị thế mà họ nói rằng đến từ ngay trong tâm não của ông Trump để xuất hiện ủng hộ cho Đảng Dân chủ. Qua một tí cái ngày đầu tiên của đại hội Đảng Dân chủ thì thấy không thể phủ nhận được rằng là họ muốn khều lại những cái điểm nguy hiểm nhất về phía đối thủ, tức là ông Trump đó. Yeah. Là cái kỳ thị, cái nói xấu, rồi cái châm trích, họ nhắm vào cái mục tiêu đó. Đúng. Thì tôi nghĩ rằng là nó lộ ra như vậy rồi, thì bên phía... Anh biết sao không? Ông Trump khổ cái đó, không biết mình nói như thế nào, có nhiều người Đảng Cộng hòa nói ông quá cứng đầu luôn nữa. Mà anh biết đó, trước khi mà ông ra tới Pennsylvania hoặc là nhiều tiểu bang khác để vận động đó, họ đã lên, họ nói đi nói lại nhiều rồi. Trong đó kể cả những ứng viên kỳ cựu của Đảng Cộng hòa đề nghị ông Trump đừng tấn công cá nhân bà Harris nữa. Bởi vì họ nói trong rất nhiều các cuộc vận động tranh cử, cái vấn đề tấn công cá nhân mà không có bằng chứng. Thí dụ ông Trump tấn công bà Clinton thì có, những cái lỗi lầm của bà có, cho nên tấn công bà, lock bà up, hay là lock him, lock her up thì cái chuyện đó chấp nhận được. Nhưng mà lần này đó, đối với bà Harris mà chửi bà, rồi dùng những cái lời lẽ miệt thị vân vân đủ hết, đặt vào vấn đề da màu của bà đủ hết đó. Họ nói đừng có đề cập đến những vấn đề đó nữa. Đề cập đến chính sách mà chúng ta đã nói rất nhiều rồi, hãy nhắm vào các chính sách mà cho rằng là tệ hại nếu như Đảng Dân Chủ lên nắm quyền đó. Thì cái thông điệp đó, đó sẽ thuyết phục cử tri nhiều hơn là thông điệp tấn công cá nhân. Nhưng mà ông Trump rất tiếc, ông lại nói tôi sẽ tiếp tục. Và trong những cái bài diễn văn của ông lại một lần nữa, ông cứ nhắm vào cái việc mà tấn công cá nhân bà Harris thôi. Cái điều mà nếu chúng ta quan tâm thì thấy rằng là tuy rằng bà Kamala Harris, gốc gác của bà nó dính dáng đến Ấn Độ và Jamaica. Nhưng mà cũng tiểu là gốc phi châu nô lệ đó. Nô lệ đó, tiểu sử của bà cho thấy rằng ngay cả người bố của bà đó, bố đẻ đó, thì cũng tốt nghiệp ở Đại học Stanford. PhD anh, tiến sĩ. PhD dạy về kinh tế. Tiến sĩ kinh tế đó. Kinh khủng không? Bà mẹ cũng là tốt nghiệp ở bên Canada, đó, qua Canada làm việc luôn. Rồi bà này cũng là bản thân cũng là PhD luôn. Vậy mà con cho con gái đi làm McDonald đó. Đấy, cho nên... Thấy không? Họ muốn huấn luyện cho con của họ biết cách sống, biết cách hành xử và cách bươn chải trong đời sống. Chứ nếu mà so sánh cái tiểu sử, rõ ràng ông Trump quá sung sướng. Thương quá. Ông Trump là phải đi tìm những người bạn đồng hành mà giỏi giang xuất chúng như là Elon Musk. Elon Musk, chuyện gì xảy đến Elon Musk thưa anh?
Thưa anh, mới chỉ vài ngày nay thì bắt đầu nó đồn lớn lên rồi là không biết bên nào đúng là bên nào sai. Một bên thì là nói rằng Elon Musk ngỏ ý muốn hợp tác trong cái nội các của Tổng thống Donald Trump. Và ngược lại thì Tổng thống Donald Trump, một bên khác nói là ông Donald Trump cũng có ý muốn mời Elon Musk. Thì giữ một cái vị trí nào đó trong thành phần nội các. Trong chúng ta đây, mọi người đều biết Elon Musk là một thiên tài. Một người dám làm, dám nghĩ. Và một người có những cá tính rất đặc biệt. Chẳng nhẽ bây giờ lại nói là nhân tài thì gặp nhân tài. Nhưng mà chúng ta tạm dùng cái câu mà gọi là đồng thanh thì tương ứng và đồng khí thì tương cầu. Cái khí ở đây là khí chất mạnh bạo, mạnh mẽ của một người làm ăn thương trường. Như ông Donald Trump và ông Elon Musk sáng tạo nữa cơ. Rồi cái tương cầu với nhau là phải cần lẫn nhau. Nhưng mà cần đến nhau ở được bao nhiêu, phát triển được như thế nào, thì lúc đó thưa quý vị nó lại trở sang một cái gọi là cái hướng khác. Phải có một cái điểm gì đó mà ông tỷ phú và một, thậm chí là một nhà bác học Elon Musk đó mới ủng hộ ông Trump mạnh mẽ như thế anh ạ. Và thậm chí đó là ông nhìn thấy một cái điểm son nào đó và bây giờ lại muốn cái mục tiêu mà chúng tôi nghĩ là trong đầu óc Elon Musk đó, cái suy nghĩ khác thường chúng ta. Cho nên ông nghĩ đến cái chuyện lớn, sẵn lòng bỏ ra 45 tỷ Mỹ Kim vứt đi để mua lại cái công ty Twitter cho lỗ luôn, không cần, không khe. Đến bây giờ quảng cáo làm ăn lỗ, không sao hết. Phục ông Musk cũng là phải thôi. Rồi xây dựng mà thành công SpaceX không gian. Thêm một điểm nữa đó là có thời gian sẵn lòng cung cấp Internet miễn phí cho Ukraine. Anh thấy không? Và đồng thời lại cung cấp cho cái kẻ trách chân ủng hộ cho Putin một chiếc xe Tesla truck. Rồi bây giờ ủng hộ cho ông Trump và với cái đại sự ông nói rằng ông sẵn sàng đóng góp cho các quỹ tranh cử. Ông để ý cái chữ của ông nói dùng nha. Các quỹ tranh cử, Cộng hòa hay Dân chủ. Ông đi hàng hai như vậy. Miễn làm sao cái tiền đó phục vụ vào lợi ích của đất nước Mỹ. Cho nên mình thấy đó, mặc dù có đầu óc như vậy, ủng hộ ông Trump như thế và cũng chịu thiệt thòi. Bởi vì khi ông ra tuyên bố ông Trump là bên phía châu Âu, họ bắt đầu muốn ngừng hợp tác với Tesla. Tesla bị lỗ lã, những người đã từng mua Tesla mà ủng hộ cho đảng Dân Chủ đó, bây giờ họ không mua Tesla nữa. Rõ ràng là Tesla đi xuống, nghĩa là cùng. Mà chưa kể đó là ủng hộ ông Trump không có nghĩa là ông Trump sẽ ủng hộ xe điện anh. Ông Trump nói thẳng mà. Ông đâu có ủng hộ xe điện đâu, bởi vì cái mục tiêu vẫn là ủng hộ cho dầu hỏa và các đại công ty về dầu hỏa. Nhưng mà Elon Musk vẫn ủng hộ ông Trump như thường. Tóm lại là cả hai nhân vật Elon Musk và ông Donald Trump á, thì mình ví thử là nếu gọi ông Trump là một con rồng ở trong những cái gọi là cái kinh dịch của tàu đó, là con rồng này đã bay lên trời, đơn cử là đã trở thành một người tổng thống. Còn Elon Musk là một người thiên tài, chưa được bay cất cánh lên làm tổng thống, nhưng mà tên tuổi cả thế giới đều biết hết. Hai con rồng này, một con đang ở dưới ruộng và một con là đang ở trên trời. Bây giờ hai nó cái nào nó có anh, rồng ở dưới ruộng anh, rồng dưới ruộng nó gọi là đang chuẩn bị hóa chúng bay lên á. Rồng kiến tại điền. Cái quẻ này tốt lắm. Đầu tiên nó chưa thành rồng, nó cũng ở tại ruộng thì nó nằm dưới hố sâu. Khi nó ngoi lên nằm dưới bùn, bây giờ nó ngoi lên nó có Tesla rồi, nó có SpaceX rồi kia đó, thì nó trở thành bắt đầu rồng kiến tại điền. Còn ông Trump thì ông rồng phi long tại thiên. Nhưng mà phải nhờ anh Trung bắt một cái quẻ để xem coi liệu rằng rồng Trump có bay lên trời và Elon Musk có bay theo hay không, hay là đang bay giữa trời nó rớt xuống cái bịch cái không biết là không. Cái dòng điền này có lên nổi hay không luôn. Đã gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, rồi hai cái đó là nó hợp với nhau rồi đấy. Là tốt rồi. Nhưng mà trong cái tốt ấy, cái yếu tố còn khác nữa. Trong cái tốt thì nó lại coi chừng. Nó sẽ trở thành là nó gọi là nó nổ. Nó có một cái quẻ nữa, cái quẻ khốn nạn nhất. Là cái quẻ nó tên là kháng long hú hối. Tức là lên cao quá mà tự kiêu tự ngạo, kiêu ngạo đó là hối hận không kịp. Thôi chúng ta tiếp tục bắt quẻ vào thứ năm khi bạn Vũ Trung trở lại. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị.